Jamie chào mừng các bạn đến với channel YouTube của Game Bóng Đá TV. Đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ Game Bóng Đá TV và nhấn chuông để nhận thông báo khi có những video mới nhất các bạn nhé. Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá trưa ngày hôm nay của Game Bóng Đá TV. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau: Messi sẵn sàng thi đấu bên cạnh Ronaldo, Paris Saint-Germain bán 11 cầu thủ, Neymar thoát hiểm, De Jong nổi giận với Barca, Arsenal gây sốc với N'Golo Kanté. Hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin chi tiết và đừng quên dành ra một giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Lionel Messi từng nói anh muốn được sát cánh bên cạnh Cristiano Ronaldo trong bối cảnh tương lai của CR7 vẫn là ẩn số lớn ở mùa hè năm 2022. Có chứ, dĩ nhiên rồi. Messi đáp vào năm 2015 khi được hỏi có muốn cùng chung chiến hào với Ronaldo hay không. Tôi luôn muốn thi đấu cùng với những người giỏi nhất và anh ấy là một trong số đó. Tôi nghĩ rất khó để tôi và Ronaldo có thể chung một đội, nhưng rõ ràng tôi muốn thi đấu bên cạnh anh ấy. Tôi may mắn khi được thi đấu cùng rất nhiều cầu thủ xuất sắc và tôi muốn làm điều đó với Ronaldo. Chủ nhân của 7 quả bóng vàng nói thêm, hiện tại tương lai của Ronaldo là dấu hỏi lớn khi anh thông báo muốn rời Manchester tốt mùa hè này. Theo phóng viên người Bồ Đào Nha Pedro Almeida, người đại diện của Ronaldo là siêu cò Jorge Mendes đang đàm phán với cố vấn chuyển nhượng mới của Paris Saint-Germain Luis Campos. Campos có mối quan hệ thân thiết với Mendes và được cho là quan tâm đến việc đưa Ronaldo đến Paris trong mùa giải mới. Nếu Paris Saint-Germain biến điều này thành sự thật, có nghĩa là Ronaldo sẽ đến Paris chơi cùng với Messi, Neymar và Mbappe, tạo nên cú sốc nhất trong mọi cú sốc. Tuy nhiên, khả năng đây cũng chỉ là tin đồn khi Paris Saint-Germain chọn Christophe Galtier từ Nice thay vì Pochettino ngồi ghế nóng, đang muốn đại tu mạnh đội hình hướng đến tham vọng lớn nhất Champions League. Le Parisien đưa tin Paris Saint-Germain lên danh sách 11 cầu thủ muốn bán trong hè này, bao gồm cả Wijnaldum và Mauro Icardi. Cụ thể, 11 cái tên gồm Lewin Kurzawa, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Leandro Paredes, Dinaldo Pereira, Irissa Guai, Ander Herrera, Jorginho Wijnaldum, Eric Junior Dina Imbie, Julian Draxler và Mauro Icardi. Mặc dù những thông tin gần đây cho rằng Paris Saint-Germain muốn bán Neymar và Mbappe, nhưng cả hai không có trong danh sách trên. Tuy nhiên, nguồn trên cũng nói thêm, điều đó không có nghĩa là đội bóng thành Paris đã quyết định giữ hai cầu thủ này. Thông tin cho hay, tân huấn luyện viên trưởng Christophe Galtier muốn cắt giảm đội hình 1 của Paris Saint-Germain xuống còn 21-23 cầu thủ. Tân huấn luyện viên Erik ten Hag đã làm việc với đội 1 của MU trong thời gian qua. Ông đã cùng cả đội tập luyện và đặt ra những nguyên tắc mới cho các học trò. Cá nhân Victor Lindelof rất phấn khích với những thay đổi mà ten Hag mang đến cho câu lạc bộ. Anh muốn cùng chiến lược gia người Hà Lan gặt hái những thành công ở mùa giải tới. Tôi nghĩ mọi người đang cố gắng nhìn về phía trước. Mọi người đều đang hào hứng làm việc với huấn luyện viên mới và học hỏi phong cách của ông ấy. Tôi không nghĩ chúng tôi muốn nhìn lại quá khứ. Chúng tôi muốn nhìn về phía trước và cố gắng thể hiện tốt hơn. Lindelof nói với ESPN, các buổi tập đã thực sự tiến bộ. Vào ngày đầu tiên, ông ấy đã giải thích những gì ông ấy muốn chúng tôi làm. Ông ấy rất giỏi trong việc chú ý đến các tiểu tiết. Đó là thay đổi lớn nhất. Huấn luyện viên đã thay đổi rất nhiều. Ông ấy có phong cách chơi rất riêng và muốn thực hiện nó. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều và thực hành rất nhiều điều khác nhau. Cho đến nay, mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp. Liverpool đã đặt chân đến Thái Lan để chuẩn bị cho tour du đấu mùa hè năm 2022. Họ đã được khoảng 1.000 cổ động viên đón vào ngày hôm qua và sắp tới sẽ có trận đấu gặp kình địch MU. Trước đó một ngày, Quỷ Đỏ cũng đã bay đến Bangkok nhưng được ít cổ động viên ra đón hơn. Một phần là vì ngôi sao Cristiano Ronaldo đã không tham gia tour du đấu này cùng các đồng đội. Và huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool đã tận dụng cơ hội để châm lửa cho trận chiến giữa hai câu lạc bộ bằng cách nói đều MU. Câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn hỏi là hôm qua khi MU đến đây, họ có được chào đón như thế này không nhỉ? Erling Haaland đã gia nhập Man City mùa hè này với tư cách là một trong những tay săn bàn xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, anh biết rằng danh tiếng đó sẽ chỉ có giá trị nếu bản thân có thể tỏa sáng bên cạnh các đồng đội mới lừng lẫy của mình. Trong buổi phỏng vấn mới đây, Haaland đã kể về kỷ niệm đáng quên trong lần gần nhất đối đầu với Man City và thừa nhận câu lạc bộ này là một đẳng cấp khác. Tôi đã đối đầu với Man City ở Champions League năm ngoái. Tôi từng xem họ thi đấu trên TV. Nhưng khi gặp mặt thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Haaland chia sẻ, tôi đã không chạm vào bóng trong 25 phút, đó là một đẳng cấp khác và tôi muốn trở thành một phần trong lối chơi của họ. Tôi đang tìm cách cải thiện điều gì? Mọi thứ, đánh đầu, sút bóng, chân trái, chân phải, di chuyển với bóng và không bóng. Từ Man loan tin, Man City đã xác định trung vệ Jun Kare của Sevilla là mục tiêu tiềm năng. Đội bóng của Pep Guardiola dự kiến chiêu mộ một trung vệ mới vào mùa hè này nếu bán Nathan Aki cho Chelsea. Đội được cho đã đồng ý với các điều khoản cá nhân với cầu thủ người Hà Lan. Kare còn 2 năm trong hợp đồng với Sevilla, đóng vai trò quan trọng ở đội bóng này mấy năm qua. Ra sân 133 lần trên mọi đấu trường, trong đó có 44 trận ở mùa giải vừa qua. Điều đáng kể, Jun Kare là mục tiêu từ lâu của Chelsea
khi huấn luyện viên Thomas Tuchel nhắm anh để tăng cường cho hàng thủ khi cả Rudiger và Christensen đều đã ra đi. Barca được cho cũng muốn chiêu mộ cầu thủ Pháp trị giá 55 triệu bảng. Theo Marca, tiền vệ Frenkie de Jong và người đại diện muốn làm rõ vai trò của anh trong kế hoạch của huấn luyện viên Xavi ở mùa giải tới, đồng thời bày tỏ sự tức giận về cách xử lý thông tin không tốt của ban lãnh đạo Barcelona. Tuyển thủ người Hà Lan tỏ ra rất bực bội khi chi tiết hợp đồng của anh bị công khai trên báo chí. Thậm chí tiền vệ sinh năm 1997 còn nghi ngờ Barca đang cố tình gây sức ép truyền thông để buộc anh phải rời câu lạc bộ. Bất chấp một số thông tin cho rằng Barcelona đã ra giá cho Rafinha ở Leeds, có vẻ vị trí tiền đạo cánh phải của họ sẽ không thay đổi. Theo nhà báo Marcel Moreto, Barca sẽ tái ký hợp đồng với Ousmane Dembele sau khi hai bên đã được thỏa thuận mới trong những ngày qua và hợp đồng mới sẽ được công bố trong tuần này. Được biết Dembele sẽ phải nhận một mức thu nhập thấp hơn so với hợp đồng cũ bởi anh đã mất giá trong mắt các câu lạc bộ khác và không được họ đoái hoài. Mùa hè này, Barca đã đặt mục tiêu chiêu mộ tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich, nhưng cho đến nay, đội chủ sân Nou Camp vẫn chưa thể dứt điểm thương vụ do gặp khó khăn về mặt tài chính. Mới đây, The Bill cho biết Chelsea và Paris Saint-Germain, hai câu lạc bộ đang cần bổ sung tiền đạo, đang chuẩn bị chen ngang vào cuộc đua giành chữ ký của Lewandowski. Nguồn tin này cảnh báo nếu Barca không nhanh tay, họ có nguy cơ hỏng mất vụ mua Lewandowski. Bản thân Lewandowski cũng đã quyết định ra đi trong mùa hè này. Hiện tại đích đến mà anh muốn là Barca, nhưng nếu nhận được đề nghị tốt hơn, tiền đạo người Ba Lan sẽ chọn điều gì tốt nhất cho mình? Theo Fabrizio Romano, giám đốc điều hành Hasan Salihamidžić của Bayern Munich sẽ có mặt tại Italia trong ngày hôm nay để bắt đầu cuộc đàm phán quan trọng mua trung vệ Matthijs de Ligt của Juventus. Được biết thỏa thuận hợp đồng giữa trung vệ người Hà Lan đã ổn thỏa, nhưng Juventus chưa nhận được mức giá cụ thể nào. Chelsea cũng đang nín thở chờ vụ này và họ chưa ra giá cho De Ligt. Theo Daily Star, Arsenal đang nhắm tới tiền vệ Kante của Chelsea và sẵn sàng đưa anh về Emirates ngay trong mùa hè này. Được biết, huấn luyện viên Arteta muốn bổ sung thêm một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp và Kante là mục tiêu hàng đầu. Việc chiêu mộ ngôi sao từ đối thủ cùng thành phố là không dễ, nhưng pháo thủ vẫn có sự tự tin bởi cầu thủ người Pháp chỉ có một năm hợp đồng với Chelsea. Bản tin bóng đá trưa ngày hôm nay đến đây kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn. Ghiền bóng đá kết nối niềm đam mê túc cầu.